sẽ làm video lần đầu ăn trầu. Wow. Các em tưởng là nó sẽ như thế này đúng không? Cũng gần đúng rồi đấy, bởi vì những người ăn trầu ấy thì có cái miệng đỏ le đỏ lét luôn. Thậm chí là răng của họ ấy còn có màu đen nữa cơ. Ê, đáng sợ lắm. Nhưng mà không hẳn là hôm nay anh sẽ ăn trầu đâu, mà là một loại kẹo trầu cau. Đây là kẹo trầu cau có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc. Wow, thật là độc lạ đúng không nào? Khi mà ở Việt Nam ấy thì anh không thấy có bất kỳ một đơn vị nào sản xuất hay là bán cái kẹo như thế này hết. Vậy mà ở bên Trung Quốc hay là bên Đài Loan ấy thì nó là một ngành công nghiệp với rất nhiều các loại kẹo đa dạng luôn ấy. Các loại kẹo được chế biến từ cau, và thậm chí là người Trung Quốc người ta còn qua Việt Nam để thu mua cau với giá rất cao về làm kẹo luôn đấy. Và ở đây thì anh cũng có rất nhiều loại, chúng ta hãy cùng ăn thử xem là vị của nó như thế nào nhá. Ngoài kẹo cau ra thì ở đây anh còn mua được rất là nhiều kẹo sữa bò này, tăm ken liền và một số loại kẹo nữa. Tại vì sao? Tại vì shop bán kèm và nó rất là rẻ, cho nên là anh đã mua về để review cho nó đa dạng thôi. Ở đây thì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều bạn biết về cái tập tục ăn trầu của các cụ ngày xưa đúng không? Thậm chí cho đến ngày nay anh thấy vẫn có nhiều người còn giữ được cái thói quen ăn trầu đúng không? Không biết là có bạn nào có ông bà vẫn còn đang ăn trầu hay không? Nếu mà có thì nói cho anh biết với nhé. Và đã không ít lần anh thắc mắc là không biết trầu có vị gì mà người ta có thể nhai ngấu nhai nghiến một cách ngon lành như vậy. Anh thì thực sự không dám ăn, bởi vì ăn vào răng đen xì, trông xấu quá. Cho nên là không bao giờ anh muốn ăn cả. Anh chỉ cảm nhận bằng cách là lên mạng tìm hiểu xem là ăn trầu có vị gì thôi. Thì người ta nói là gọi là ăn trầu nhưng người ta chỉ nuốt nước cốt và nhả bã trầu không ăn. What? Người ăn trầu hít lấy nước trầu đã nhai trong miệng, vị chát, cay, hơi đắng và một cảm giác say sưa như uống rượu. Nước trầu làm người nóng lên, hơi thở nồng ấm, các cô gái thường mặt đỏ, má hây hây, mắt long lanh, một cảm giác thú vị khiến cho người ăn trầu dễ thích, dễ say, dễ thành nghiện. Wow. Anh nghĩ là ngày xưa ấy, cái việc các cụ ăn trầu ấy cũng giống như kiểu là bây giờ các em ăn snack vậy, mà thậm chí là người ta còn nói là nó có thể gây nghiện. Thế thì phải so sánh với những cái như kiểu là gà rán, pizza cơ. Và đó chắc cũng là một cái món ăn vặt của các cụ khi mà chưa có pizza, chưa có gà rán, chưa có xúc xích, chưa có snack. Các nguyên liệu để làm một miếng trầu thì gồm có lá trầu không này, cau này, vỏ cây và vôi tôi. Kể cả bây giờ có những cái nguyên liệu đấy thì anh nghĩ là anh cũng không thể làm được một miếng trầu để ăn đâu. Cho nên hy vọng là những cái viên kẹo này nó sẽ đem lại cho anh cảm giác giống như kiểu là các cụ đang ăn trầu ở ngày xưa vậy. Thôi không lòng vòng nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng ăn luôn nhá. Yeah. Anh cũng không biết đọc tên nó là gì hết. Chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong nó như thế nào nào. What? Ồ, nó giống như kiểu là một cái miếng gỗ ấy các em ạ. Chắc đây là quả cau. Người ta đã chẻ đôi ra và lấy hạt ở bên trong ra. Đó. Sau đó thì người ta đã tẩm ướp những cái gia vị gì vào đây anh cũng không biết nữa. Bên trong này có thể là người ta đã bỏ cái gì đó vào. Mùi của nó rất thơm. Thơm nhưng mà mùi giống kiểu mùi bạc hà hơn. What? Ôi, mùi nồng nặc luôn ấy. Nhưng mà the mát. Đây, cho các em nhìn kỹ lại một lần nữa. Chân dung của kẹo cau. Kẹo cau chứ không phải là miếng trầu đâu. Anh đã quá kỳ vọng vào cái kẹo này rồi. Có thể là nó sẽ không đem lại cho anh được cái cảm giác giống như ăn trầu. Quái thật cứng rồi ấy. What? Không biết người ta tẩm cái gì mà ngọt thế nhỉ. Ui, ngọt khủng khiếp luôn ấy. Không biết anh ăn kiểu này đúng không. Ui. Ui, ngọt kinh dị luôn. Mà cái hương bạc hà nó sộc lên mũi anh, làm cho anh mấy đầu là kiểu như là muốn tắc mũi luôn ấy. Nhưng mà sau đấy lại thông mũi mát họng. Kiểu là lúc đầu nó ngộp quá, nó ùa một phát lên ấy. Ui. Nhưng mà bây giờ lại thông mũi rồi. Ê, đắng quá. Hết ngọt là đến đắng. Ê, đắng. Sao người ta có thể ăn được cái kẹo này không biết. Nó vừa cứng, nhai như kiểu là nhai rơm ấy. Thực ra anh chưa nhai rơm rồi đó. Anh chỉ tưởng tượng nhai rơm nó rất là đáng sợ. Như kiểu chúng ta nhai một cái cục gỗ ấy. À đúng rồi, ăn trầu chỉ ăn lấy nước thôi mà, không có nuốt đâu. Chúng ta chỉ nhai cái này, nhai chơi thôi. Giống như kiểu là nhai sinh gum ấy các em. Nhưng mà sao càng nhai càng đắng ấy nhỉ? Có khi nào tí nữa nó chuyển sang cay không ta? Cay xong rồi đến chát. Chát rồi làm cho mặt nóng lên. Rồi khiến cho cơ thể của chúng ta giống như kiểu là người say rượu. Rồi anh đã cảm nhận được hai vị. Ơ, vị ngọt đâu có đâu. Vị ngọt là người ta
bỏ vào ấy chứ. Chứ trong chầu cau làm gì có vị ngọt. Yeah. Nhưng mà bây giờ cái cảm giác của nó đã đỡ khó chịu hơn rồi. Lúc đầu ấy anh ăn cái kẹo này ghê á. Nói thật với các em, anh không quen được cái hương vị nó vừa ngọt nó lại vừa đắng kiểu đấy. Mà nó cứ sao sao ấy. Ăn một hồi tự nhiên mắc ói. Anh cảm nhận là cái mùi của nó không dễ chịu một tí nào. Đặc biệt là cái vị bạc hà đấy. Nếu mà giống kiểu bạc hà trong sinh gum thì đã đỡ. Mà bạc hà nó còn kiểu đắng đắng nữa. Khó chịu cực kỳ luôn ấy. Có thể là anh ăn không quen với lại khẩu vị của anh nó không phù hợp với cái kẹo cau này. Đấy rồi. Thôi thử ăn một cái kẹo tăm. Không biết là tăm xỉa răng hay là tăm bông để ngoài tai nữa. Anh thấy giống cái tăm ngoài tai hơn. Tự nhiên lại liên tưởng đến đồ ăn bạc tuyết. Hơi non. Khá là giống. Mấy cái đồ ăn này cái vị na ná giống nhau ấy các em. Có cái giòn cái không nhá. Nói chung là cái này cái hương vị cổng trường nó rất là quen thuộc đối với anh. Ngày xưa thì anh hay ăn mấy gói mực tẩm mực ướp của Trung Quốc ấy thì cái vị của nó cũng y chang. Món này hình như cũng đang hot ở trên Top Top đúng không các em? Anh thấy nhiều bạn ăn quá trời. Bây giờ thì anh sẽ ăn thử một cái kẹo con bò sữa. Mà không biết kẹo này có chất cấm không nhỉ? Nếu mà các em phát hiện ra trong cái số kẹo này anh mua có cái vấn đề gì thì hãy nói cho anh biết ngay lập tức nhá. Một cái kẹo sữa bò hình hộp vuông. Cái viên kẹo này thì cũng khá là cứng. Cứng thật. Nhưng mà cắn được. Kẹo này thì là kẹo ngậm thôi nhá các em nhá. Ui, người ta cho nhiều như thế này thì tha hồ mà ngậm. Theo như anh thấy thì cái kẹo này nó có vị hơi chua chua, cũng hơi ngọt ngọt. Nhưng mà cái cảm giác khi ăn ấy thì nó giống như kiểu là chúng ta đang ăn một viên phấn ấy. Nó xốp xốp bở bở ấy. Nó không ngon đâu các em ạ. Theo như anh cảm nhận thì nó không ngon lắm đâu. Chắc bởi vậy nên là nó rẻ. À, thực ra đây là kẹo sữa chua. Người ta để hình của yogurt thôi à. Cái chai này anh nhìn tưởng là yaua. Nhưng mà cũng bình thường thôi. Anh thấy là cái kẹo mà người ta nghi vấn là có ma tóe hụt lần trước ấy còn ngon hơn. Lấy dũng khí để quay trở lại với một cái kẹo cau loại khác. Màu đen luôn. Không biết là hương vị nó có khác hay không. Nếu mà đúng cái hương vị cũ ấy, thì thôi chắc anh xin nghỉ luôn. À, cái này mùi khác rồi này. Mùi giống mùi xả thế nhỉ. What? Ui, cay hết. Cái này cay quá. Rồi, đỡ hơn chút rồi. Nó cũng ngọt và nó cũng the the giống như kiểu có bạc hà ấy. Nhưng mà không phải là cái mùi bạc hà, giống mùi cỏ cháy. À, nó sộc lên mũi anh có cái mùi như mùi cỏ cháy ấy. Cái kiểu mùi mà mùi gỗ, mùi cỏ cháy ấy. Nhưng mà mùi này không đáng sợ đâu các em ạ. Không đáng sợ như cái mùi bạc hà ban nãy. Còn cái vị của nó chính thức là cái vị gì thì anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh không hiểu tại sao người ta có thể nghiền được cái kẹo này nhỉ. Nó có ngon đâu, nó ghê chết đi được. Không hiểu sao anh ăn lên xong anh cảm thấy người nó cứ nôn nao mệt mệt ấy. Khi nào anh bị say? Hả? Ôi, mới ăn một tí này mà đã say rồi á. Em thấy má anh có đỏ chứ? No. Má đỏ hay hay chưa? No. Không biết răng có đen không nhỉ? Yes. Sợ quá. Nhưng mà nói thật là anh không thích cái kẹo này một tí nào. Có bạn nào từng ăn rồi ấy thì hãy cho anh cảm nhận của các em đi. Còn xem có giống anh không? No. Chứ nếu mà bạn nào mà nói là em thích kẹo này ấy thì công nhận là anh bái phục, anh nể cái gu của các em thật đấy. Mà không hiểu tại sao người Đài Loan, người Trung Quốc người ta thích ăn kẹo này như thế. Nó không ngon. Đối với những người lần đầu ăn như anh thì anh cảm thấy nó không ngon một tí nào. Vậy mà tại sao người ta lại có thể ăn được nhỉ? Thật là khó hiểu quá đi. Cả hai cái hương vị này mặc dù nó khác nhau nhưng mà khó ăn. Anh nghĩ là anh sẽ không ăn thêm nữa đâu. Bây giờ giả sử anh thử loại bỏ cái vị ngọt đi ấy, thì còn lại gì ta? Chỉ có đắng này, cay này, chát này. Thế mà không hiểu sao ngày xưa các cụ vẫn thích ăn. Chẳng lẽ thời đấy không có cái gì ngon hơn để ăn sao? À, mà ban nãy người ta có nói là ăn nhiều có thể gây nghiện. Nhưng mà thôi, ăn một lần thôi. Ăn một lần là anh đã thấy gớm lắm rồi. Anh không thể nào ăn lần thứ hai đâu. Và đây là trải nghiệm thực tế của anh về cái món kẹo cau. Nếu mà bạn nào không tin ấy, muốn ăn thử ấy, thì cứ mua về ăn đi. Nó cũng không đắt đâu. Mua về ăn để thấy là anh nói không hề sai một tí nào nhá. Còn bây giờ video của anh đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này hãy cho anh một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những video sau.